Những gia đình mà sát sanh hại vật mà để làm giàu thì trong gia đình này sớm muộn gì cũng dính những cái căn bệnh quán thân trái chủ đi theo à. Hoặc là nhà này sẽ bị ung thư, hoặc là trong gia đình sẽ có những cái tai nạn gì lạ thường đó. Hao tiền mất mạng. Tại vì sao cái nghiệp sát sanh là như vậy đó. Sát sanh đến lúc phước nó suy rồi là nghiệp quả nó đến, ghê gớm lắm. Rồi hoặc là trong gia đình này mà mở nhà hàng quán ăn mặn đồ, thấy không, hải sản tươi sống đồ, sớm thì muộn trong gia đạo này sẽ có vấn đề. Giàu thì không được bao lâu, mà nếu cái phước đời này quá dày, hưởng được cái đời này thì quán thân trái chủ mà những chúng sanh bị giết nó cũng đeo đẳng, nó chờ cơ hội để mà báo thù. Nên trong kinh giáo Phật dạy ăn miếng trả miếng mà, thiếu nợ thì trả tiền mà, thiếu tình thì trả tình, thiếu mạng thì trả mạng, thiếu cái gì phải trả nấy à quý vị. Hiểu được nguyên lý này rồi thì tức khắc chúng ta sẽ lo tu hành, siêng năng niệm Phật. Gặp nhau mà những cái nhân viên mà mình biết tu hành là quý lắm rồi. Được ngồi cùng với nhau niệm Phật, nghe Pháp, gặp ngôi chùa mà có người hướng dẫn mình tu, càng tu càng phát cái tâm thiện. Từ nhờ công đức niệm Phật mà mình đỡ nóng tính, đỡ buồn giận người khác để trong tâm. Những cái điều này là mình thấy là quá quý vậy à, quý quá. Nên chúng ta gặp ngay cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp đại siêu độ cho chính bản thân mình và cho tất cả quán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Niệm Phật á, vừa mình an tâm mà người khác gặp mình thấy cũng an nữa. Cái này là những đức thấy xác thực rõ ràng. Nên khi mình gặp pháp môn niệm Phật này phải biết trân quý. Giống như kẻ đói khát mà gặp mâm cỗ, người nghèo nàn mà gặp châu báu, người đang tối tăm mê mờ mà chúng ta gặp được một phương pháp giúp chúng ta được sáng suốt tỉnh ngộ. Nên trong nhà Phật mới có một câu nói rằng dù cho mình cho người ta cơm ăn áo bận đầy đủ đi chăng, nhưng không thể nào bằng dạy người ta biết tu hành để bồi dưỡng được cái huệ mạng cho chính họ. Một con người cực kỳ ác mà mình dạy cho người ta niệm Phật, dạy người ta biết tu, đây là đang cứu cái huệ mạng của người ta. Nhất là cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn đại thù thắng, đại lợi ích lớn, phải biết chân quý. Biết chân quý, biết dụng công để mà tu hành siêng năng. Mỗi một người chúng ta sống trong cái cuộc đời này, đi đến thế gian này, ai mà không có quán thân trái chủ đi theo. Mỗi ngày chúng ta đang nghe Pháp, đang niệm Phật là đang hóa giải với quán thân trái chủ. Bao nhiêu cái nghịch cảnh, nghịch duyên trong cuộc đời này, thí dụ như mình gặp người mình thương yêu, mình gặp người mình ghét, thương yêu mà dính mắc thì cũng khổ. Vừa gặp mà chẳng hờn mà thấy ghét thì cũng khổ. Nên phương pháp niệm Phật là phương pháp hóa giải quán thân trái chủ, từ những cái hình thức con người còn sống và từ tới những quán thân trái chủ đã chết. Tại vì mỗi một câu Phật hiệu, mỗi ngày mình đi đứng nằm ngồi, mình cứ thường niệm, cứ thường niệm câu Phật hiệu và hướng về nhớ thế giới cực lạc. Thì sống trong cái cuộc đời này,
mình không có còn bị buộc ràng nặng nề khổ đau nữa, mà cởi mở rất là nhiều tâm tư quý vị. Cái pháp niệm Phật này hay lắm, gọi là pháp môn niệm Phật, là cái pháp mà cứu khổ cứu nạn chúng sanh trong thời mạt pháp, mà nhất là cái thời cuộc kiếp nạn dãy đầy này. Cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn mà chữa cháy trong thời điểm cực kỳ là khổ nặng nề mà có thể hóa giải được. Trong thời điểm này muôn kinh vạn luận không kịp nữa, chỉ còn cái pháp niệm Phật này mới giải quyết được hoàn toàn. Nếu mà bổn nguyện chân thật niệm Phật, không có một chút gì nghi ngờ gì nữa chứ. Nghi ngờ cái gì bây giờ? Chư tổ sư đều tán thán pháp môn niệm Phật, cao tăng đại đức tán thán niệm Phật. Mình nghi ngờ cái gì giờ? Mình cứ chân thật mình niệm Phật. Kẻ phàm phu như chúng mình cứ chân thật niệm Phật là được rồi. Nên những đức cũng được cái nhân duyên đi tu, gặp ngay pháp môn niệm Phật cái là tự nhiên mình tin tưởng, mình chân thật mình tu, mình chân thật mình niệm Phật, mình không có nghi. Mình thấy rằng mình niệm Phật còn chưa được gì nữa, chứ nghi ngờ cái gì giờ? Không có nghi ngờ. Nên nhờ như vậy mà mười mấy năm cứ lo niệm Phật. Rồi mình niệm Phật, mình viên người ta niệm Phật, người ta thấy mình niệm Phật an vui, sống tự tại, thì người ta tự nhiên sẽ nghe theo, người ta chịu niệm Phật hả quý vị? Nên cái việc tu hành mà muốn người ta học theo là chính mình học Phật này nè, mình phải có một cái cảm giác an lạc, vui vẻ. Nên những đức thường khuyên đại chúng trong chùa, mình gặp được Phật pháp là quý rồi. Dù là chúng ta vẫn còn có cái sai, nhưng mà mình đang gặp Phật pháp là mình mỗi ngày đang bào mòn những cái sai của mình. Vì mỗi ngày mình đang niệm ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, hoặc là Nam Mô với Đà Phật. Ví dụ như đại chúng, chúng ta được nhân duyên cùng ngồi gì để mà mình chia sẻ Phật pháp rồi, mình thấy tâm tư của mình nó nhẹ nhàng lắm. Vì sao thì biết không? Vì chúng ta đang ngồi cùng với cả một cái số lượng người mà đều hướng về thế giới cực lạc không quý vị. Cái tâm đó, đó là cái tâm giải thoát đó. Thí dụ như bây giờ mình hạt giống mình yếu yếu đi, nhờ nương vào nhiều cái hạt giống mà nó phát triển mạnh thì hạt giống mình cũng phát triển mạnh theo. Nên tu hành mà gặp được một cái đại chúng cùng tu phát cái nguyện mạnh mẽ cầu giải thoát thì tự nhiên mình cũng sẽ phát tâm theo. Còn nếu như mình tu hành mà mình gặp những người giải đãi bê tha, từ từ rồi mình cũng yếu theo quý vị à. Phải nhớ. Nên những đức thường khuyên đại chúng làm gì làm phải thường nhớ Phật, niệm Phật. Vì niệm Phật là cái nguồn gốc chính để chúng ta có được sự an tâm và vui vẻ, và có cái chỗ bước lên hướng giải thoát. Cái người trong ngôi Tam Bảo mà mỗi ngày họ không biết nuôi cái tâm này là người này khờ dại quá. Nuôi cái tâm này nó lợi ích cho mình mà lợi ích cho tất cả mọi người luôn á. Cái tâm này mà không nuôi là thua. Dù họ có làm giỏi cái nào giỏi, nhưng mà mình trong lòng mình vẫn nghĩ mình tội nghiệp cho họ. Tại vì sao? Vì họ không biết nuôi cái tâm này. Cái người mà biết dụng công tu hành trong mọi lúc mọi nơi, tại vì họ biết cái này là cái lợi ích lớn, làm sao mà họ giải đãi được. Mình giải đãi là mình chịu thiệt thòi nè. Mình không niệm Phật là mình chịu thiệt thòi nè. Tại vì tất cả chúng ta đến cái cuộc đời này ai cũng có quán thân trái chủ đi theo. Mà mình được gặp Phật pháp, quán thân trái chủ nó thấy mình mỗi ngày không chịu lo niệm Phật để cầu sanh cực lạc, mà mình giải đãi bê tha, thì nhất định sự phiền phức sẽ đến với mình đủ chuyện á. Người ta cũng đang nung đúc tinh thần mình tu đó. Vì mình tu được giải thoát thì mình cũng không bao giờ bỏ người ta.
Nên mỗi một gia đình mà mình biết học pháp, sáng tối mình dụng công mình tu, mỗi ngày mình nghe pháp, thì quán thân trái chủ đi theo mình. Trong gia đình mình người thân tộc mà chưa siêu thoát, họ cũng nghe được Phật pháp, họ cũng niệm Phật tu giống mình. Mình cứ kiên nhẫn mình tu là đang cầu an cho người thân, mà đang cầu siêu cho người thân mà quán thân trái chủ đó. Gặp được tịnh độ, tu từ từ phát một tâm từ bi, rồi ăn chay phóng sanh. Chỉ cần chân thật làm như vậy, hứa đến chánh tính mà tu, tức khắc là có kết quả liền. Nên quý vị mà thấy ai mà trong gia tộc mà thường mà ông bà mà dẫn dựa con cháu, thì chúng ta người phàm mắt thịt chúng ta không thấy. Nhưng mà cái việc mà người chết mà chưa siêu thoát mà oan hồn vất vơ vất vưởng là còn tồn tại. Cuộc đời này chết không phải là hết, quý vị phải nhớ nghe. Cái thân này chết mà cái nghiệp oan gia vẫn còn, và cái linh hồn vẫn còn dính mắc là vất vơ vất vưởng là có đó. Nên từ nơi đó mà phải có một cái pháp mà hướng họ, giống như mình hướng mình là hướng họ đó, phải nhớ. Mỗi ngày cứ nói thế giới cực lạc thù thắng đặc biệt như vậy, nguyện của Phật A Di Đà lớn như vậy. Vì sao chúng ta không đưa một bổ nguyện của Phật A Di Đà? Ngài có một cái tâm mà tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới, thì mình có nương một bổ nguyện của Ngài để mà mình cầu sanh về cái quốc độ an vui thù thắng. Mình vừa phát tâm đi mà mình còn rủ nhiều người cùng đi với mình, và còn rủ quán thân trái chủ cùng đi với mình, đã là cùng á, ngồi trên chiếc thuyền về cực lạc, thì chúng ta còn quậy phá nhau chi nữa quý vị. Mình mạnh mình hỗ trợ người yếu, người yếu nương vào kẻ mạnh, cứ vậy mà tu thôi. Họ được lợi ích bao nhiêu thì mình cũng được thơm lấy. Còn nếu như đều là sự trở ngại nhau, vậy có lợi ích gì đâu quý vị. Đời đời kiếp kiếp khổ đau, giống như chịu thố mà đi theo Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời để chờ cơ hội báo thù, thì chịu thố cũng khổ vô cùng, sung sướng gì đâu. Nhưng đến khi gặp được bậc cao tăng tu hành đắc đạo, đó là Tôn giả Ca Đạt Ca, ông siêu độ thì mới buông xuống cái tâm quán thù. Thì quý vị mới biết được rằng cái nghiệp oan gia ghê gớm lắm, có khi theo mình rất là nhiều đời, ngay chỗ là sát hại họ, oan ức, giết họ thảm thương, sát sanh, chặt đầu lột da, chiên xào nấu nướng họ. Cái tâm oán thù nó kinh hồn lắm quý vị ơi, nó đeo đẳng theo để chờ cơ hội báo thù. Nên từ nơi đó mà nghe được Phật pháp rồi, tự nhiên dịu cái tâm xuống, mình thấy rằng là nhiều đời nhiều kiếp của mình vì cái tâm báo thù này mà mình khổ cùng cực. Vì sao bây giờ mình không nương vào bổ nguyện niệm Phật, nhờ người này đi học Phật mà mình cũng nghe được Phật pháp. Oan gia nên giải không nên kết. Còn mình gặp những cái nghiệp trước thì mình vui vẻ trả nợ cho xong, chăng thật niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Cái chỗ mà vui vẻ trả nợ hay lắm. Trong nghịch duyên thì niệm Phật trong nghịch duyên, mà trong thượng duyên niệm Phật trong thượng duyên. Cái này nó hay lắm, cực kỳ hay. Sanh con ra ngoan ngoãn thì đây cũng là phước phần. Mà sanh con nó nuôi khôn lớn con, nó trở ngại với mình, nó nghinh bật với mình, thì mình biết đây là nghiệp quán thân trái chủ đến đòi. Tại vì có những cái duyên đòi nợ trả nợ, báo ơn báo quán, thấy không? Thì đến với mình là mình sẽ biết đây là chỗ đòi nợ, đến là trả nợ, đến là báo ơn, đến là báo quán. Người thân đến với mình là mình sẽ biết liền gì đâu. Có chồng thì có khi được chồng thương yêu là đến trả ơn, có chồng mà gặp chồng hắt hủi đánh đập là đến đòi nợ. Đã nói rồi, thiếu nợ mạng thì đến đòi mạng, thiếu nợ tiền thì đến đòi tiền, thiếu nợ tình thì đến đòi tình. Thiếu cái gì thì phải trả cái nấy. Tất cả chúng ta học Phật rồi phải hiểu nguyên lý này. Khi hiểu được nguyên lý này rồi thì chúng ta sẽ vui vẻ trả một món nợ cho xong.
trí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhưng mà nhờ cái tâm trí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc đó đó, mà có khi cảm hóa được quán thân trái chủ, người ta cũng sẽ buông xuống cái tâm đòi nợ báo thù, mà người ta cũng phát tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Cái này hay lắm quý vị à, rất là hay. Nên chúng ta gặp được Phật Pháp đặc biệt lắm, quý lắm. Chỉ có Phật Pháp, pháp môn niệm Phật này nè, là pháp cứu khổ cứu nạn chúng sanh trong thời mạt pháp nè, phải nắm cho chắc. Nên trong gia đình mà công phu sáng tối bóc máy niệm Phật xuyên suốt, là trong gia đình này từ từ tự nhiên nó phát ra một cái từ trường bình yên vô cùng. Mà vì sao nó phát ra một cái từ trường bình yên? Vì quán thân giấy chủ chư hương linh, người chết chưa siêu thoát, mỗi ngày nghe pháp niệm Phật mà họ được siêu thoát. Nói âm siêu thì dương lỡ. Thí dụ như quý vị bước vô chùa mình, cái từ trường chùa mình nó nhẹ nhàng vô cùng. Mà có những ngôi chùa quý vị bước vô cái âm khí nó rất nặng, nhất là những ngôi chùa mà không có tu hành giải thoát gì hết, thì cái âm khí ngôi chùa rất là nặng. Còn ngôi chùa mà nhiều người niệm Phật cầu giải thoát, mà mỗi ngày tu hành dụng công, người dương tu hành, người âm họ cũng được độ, mà người âm được siêu, thì cái hoàn cảnh ở đây nó nhẹ nhàng vô cùng. Thí dụ như mình sống trong một cái gia đình mà cái gia đạo này nó âm khí rất nặng, thì bước vô cái nó ớn, nó lạnh, nó nặng nề. Còn có những cái gia đình người ta tu hành niệm Phật ăn chay phóng sanh nghe pháp, thì bước vô gia đình người ta thấy nó nhẹ nhàng lắm. Cái gia đình nó nhẹ nhàng là gia đình người thân đồ nó hòa hợp, con cháu đồ nó hiếu thuận, biết tu hành, biết nghe đạo, thì vì bước vô gia đình này thấy nó nhẹ nhàng. Cái từ trường do con người nó hòa thuận mà nó sanh ra một từ trường nhẹ nhàng. Còn cái gia đình mà nó kinh lộn, hơn thua đấu đá, tranh danh đoạt lợi, thì bước gia đình này là âm khí nặng lắm. Có khi chính họ không muốn gì đâu, mà sao kỳ cục là gặp nhau là nó quán thù, nó ghét, nghiệp quan gia, nó phước mình nó si rồi. Quan gia người ta có thể kích động mình để mà gia đình tan nát, để mà trong lòng của họ cảm thấy rằng là họ báo thù được với đối với mình, làm cho mình khổ. Nhưng mà khi nghe được Phật Pháp nó cởi mở tâm tư, bây giờ mình làm cho ta khổ thì mình cũng khổ à. Tại vì ai cũng là người lụm chụm dưới biển hết, vì ai vớt ai được quý vị. Nên khi quán thân người ta nghe Phật Pháp rồi, người ta cũng quá giải tâm tư, người ta có tâm tu thôi, mình hỗ trợ người ta đi, trở ngại chi. Hỗ trợ một người tu là đang hộ trì Tam Bảo, mà hộ trì Tam Bảo cái công đức này lớn dữ lắm. Mà nghe Phật Pháp mình phân tách ra rồi mình mới hiểu được. Nên mình đi đến chùa mà mình dụng công mình tu gì nè, mỗi một người chúng ta đang tu gì là đang cầu an cho mình và đang cầu an cho người thân, đang cầu siêu cho mình và đang cầu siêu cho người thân. Từ chư tăng chư ni hàng Phật tử phải dụng công niệm Phật. Pháp môn niệm Phật này là pháp đại thù thắng mà, quá giải quán thân trái chủ. Mà quý vị coi tất cả chúng sanh ai ta cũng tu được, trẻ già gì cũng tu được, nghiệp chướng nặng nề cỡ nào cũng tu được. Chỉ cần người này tin vào bổ nguyện niệm Phật là người này tu được. Nên mình gặp ai mà bệnh đau đồ, khổ sở cùng cực, ung thư đồ, nổi nhọt hạch đồ, nó hoặc là bú cổ to đồ, cơ thể lở lét đồ, họ đang buồn thảm vô cùng, thì đem pháp môn niệm Phật thì giới thiệu cho họ, chân thật giới thiệu cho họ. Hoặc là mình tặng cho người ta một chiếc máy V52 nghe pháp cho người ta nghe, để nghe rồi nó mới cởi mở tâm tư. Mình khuyên họ nghe đi, nghe rồi mình mới hiểu được là nhiều đời nhiều kiếp mình sát sanh hại vật, mà đời này phải chịu cái quả báo gì. Thấy không? Đây là cứu huệ mạng lớn lao lắm, lắm, giúp đỡ cho người ta. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi mình nghe gì rồi, trong cảnh duyên nào mình cũng hiểu, đến thế gian này thử thách mà thôi. Chúng ta gặp ngay pháp môn niệm Phật rồi cứ bám chắc câu Phật hiệu đi, bao nhiêu sự thử thách gì cũng sẽ qua hết. Chỉ cần quý vị bám chặt ngay câu Phật hiệu thì thử thách gì cũng sẽ qua hết. Phải nhớ, buông câu Phật hiệu một cái là kể như chúng ta xong.
tiêu đời mình rồi. Không còn một cái pháp nào mà có thể mà mình vô nổi để mà đời này mình được giải thoát vậy. Nên phải tin vào bổn nguyện niệm Phật này, gây dựng cho thật kiên cố để mà tu. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rằng không đủ thiện căn phước báo nhân duyên thì không tin pháp này mà. Nên chúng ta mỗi ngày đang nghe gì là đang bồi dưỡng cái thiện căn phước báo nhân duyên, tăng thượng duyên cho mình để mà tu nè. Dù là bây giờ mình nghe mình không tin, nhưng khi quý vị gặp một kiếp nạn gì đó, quý vị thấy rằng ngoài tịnh độ này mình không tu được, thì lúc đó quý vị nên chân thật niệm lên câu Phật hiệu và phát lòng tin lúc đó. Một chút thôi thì Phật A Di Đà cũng đến tiếp dẫn nữa. Có khi mình nghe như vậy mình chưa đủ thiện căn, mình lắc đầu mình trong lòng mình, có khi mình không tin luôn, nhưng mà cũng gieo được cái thiện căn khi được nghe. Khi gặp cái kiếp nạn dữ dằn nhất thì lúc đó tự nhiên cái thiện căn mà gieo trong tâm mình bắt đầu lúc đó có khi nó phát ra lại. Và mình lúc đó mình sẽ niệm lên câu Phật hiệu. Nên những đức thường khuyên hàng Phật tử sống trong cái cõi đời nhiều kiếp nạn này, bất cứ ở nơi nào chân thật niệm Phật ở nơi đó. Kiếp nạn mà đến chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chúng ta nương vào bổn nguyện yên tâm. Nên dù nhiều người bây giờ người ta lo âu sợ hãi vô cùng, nhưng quý vị phải nhớ mình là người tu, phải luôn luôn giữ trạng thái an tâm. Niệm Phật là phương pháp an tâm hữu hiệu nhất, phải nhớ. Có một cái chú này, chú bị bệnh mắt, bác sĩ khám bệnh cho chú, nói rằng là cặp mắt của chú vẫn 2 tháng nữa bị mù. Khi chú nói chuyện với Nhận Đức, chú cũng nêu lên như vậy. Nhận Đức nói bác sĩ là khám thì bác sĩ nói như vậy thôi, còn cái chuyện cặp mắt của chú bị mù là đến thời điểm nó sẽ mù là mù. Chú phải nhớ bây giờ còn 2 tháng nữa bác sĩ nói cặp mắt chú mù, đúng không? Nó mù hay nó sáng gì, chúng ta tin là tin ngay nhân quả. Bây giờ chú hoàn toàn chú quên cái chuyện cặp mắt nó mù đi. Chú chân thật chú niệm câu Phật hiệu này đi. Chú thí nghiệm thử đi, chú là người niệm Phật mà. Thí nghiệm đi. Nhưng chú phải nhớ nha, dù là nó mù hay nó sáng gì đi chăng nữa thì chú cũng phải niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì cái cuộc đời ở thế gian này nó đâu có cái gì mà tồn tại chú cầm theo được đâu. Và cái thân này sớm muộn gì nó cũng sẽ chết thôi. Nên chú không có quan trọng nặng nề chỗ đó. Mà bắt đầu từ bữa nay chú cứ chân thật chú niệm câu Phật hiệu này đi. Chú thí nghiệm thử đi, chú quên sạch cái tâm bị mù đó đi. Quyết tâm nghe. Như động viên ông quyết chí. Từ ngày đó là ông quyết chí mạnh vô cùng, ông niệm câu Phật hiệu thôi. Chỉ nhớ Phật thôi chứ không có suy nghĩ mù đuôi gì chứ. 2 tháng qua không mù, mắt vẫn sáng, càng sáng. 3 tháng không mù, mắt càng sáng. Tới bây giờ hơn nửa năm cặp mắt bình thường luôn. Và chú bây giờ sống bình thường. Mà chú bị bệnh rút á, nó đau khớp vô cùng. Mà chú bây giờ cũng sống bình thường, mỗi ngày tu 3 thở. Buổi sáng làm con quả tưới cây này kia. Những đức hỏi chú nói nay bình thường. Nhưng mà phải nhớ rằng sống ở cái cuộc đời này có khi nó đến với mình bất tử. Nhưng mà chúng ta muốn chứng minh rằng là dù là bệnh gì, khi nó đến hoàn toàn chúng ta tin vào nhân quả. Nếu như chúng ta nhớ Phật, chân thật niệm Phật thì cỡ nào nó cũng chuyển được. Chỗ này mình phải tin. Dù là bệnh ung thư, bệnh sida, bệnh BD, hay là bệnh lác, lông ben gì cũng vậy, bệnh gì cũng vậy, chỉ cần nhớ câu Phật hiệu này chân thật niệm thôi, rồi nó có một cái tâm niệm mạnh vô cùng để nó chuyển tất cả những
cái tâm niệm bị bệnh hoạn đó. Có nghĩa là mình phải bồi dưỡng cái tâm niệm Phật, cái tâm nhớ Phật, cái tâm cầu giải thoát cho nó mạnh đi, thì tất cả những cái căn bệnh trong thân chúng ta nó sẽ quyển chuyển từ từ. Và dù nó có đến chúng ta bất tử đi chăng nữa, chúng ta cũng rất vui vẻ chấp nhận, vui vẻ. Nên mới nói câu đó, người đã gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì họ không còn cái tâm sợ chết. Vì cái nguyên lý này họ hiểu rằng trước sau gì cũng chết, sợ cũng chết, mà không sợ cũng chết. Tại sao chúng ta không sống bình thường những ngày tháng còn lại của chúng ta, hiểu không? Vui vẻ cũng chết, mà buồn khổ cũng chết. Tại sao chúng ta không sống cho nó có ý nghĩa cuộc đời, sống vui vẻ, không buồn giận người ta để trong tâm, niệm Phật, sống gì không tuyệt vời hơn sao, hiểu không? Nghèo xấu, đã nghèo xấu rồi, mỗi ngày còn rầu rĩ với cái nghèo cái xấu này, sống như vậy thì có ý nghĩa gì? Tại sao chúng ta không sống mỗi ngày niệm Phật vui vẻ, cầu sanh cực lạc, mỗi ngày cũng có 3 buổi cơm ăn mà, thấy không? Nên cái người niệm Phật là trong tất cả các hoàn cảnh nào, chúng ta niệm Phật trong hoàn cảnh ấy và vui trong hoàn cảnh này. Hôm qua Nhật Đức nói chuyện với mấy anh em, Nhật Đức nói chúng ta đủ phước duyên, chúng ta sanh trong thời còn Phật Pháp. Nếu như một đời mấy chục năm này mà nếu chúng ta không quyết chí niệm Phật, sanh về thế giới cực lạc, chúng ta đọa vào tam đồ ác đạo. Mà thời gian đọa trong tam đồ ác đạo rất là dài, nó dài đến mức mà khi Phật Pháp diệt tận rồi, chúng ta sanh trong thời Pháp diệt, thì nó sanh lên cái là bắt đầu nó chết, nó tiếp tục đọa tam đồ nữa. Và đọa tam đồ xong, chúng ta sanh lên thì ngay Pháp diệt nữa. Vì thời gian đọa tam đồ quá dài, nên đọa tam đồ sanh lên thì ngay Pháp diệt. Thì quý vị cứ suy nghĩ rằng là khi giáo Pháp Đức Thế Tôn 12.000 năm thì kinh giáo đều mất sạch hết. Kinh Vô Lượng Thọ lưu hành lại 100 năm. Khi qua 100 năm Kinh Vô Lượng Thọ thì còn một câu Phật hiệu này, nếu chúng sanh nào nghe mà tiếp nhận thì cũng được cứu. Nên công đoạn này mới nói rằng là thờ Pháp diệt mà câu Phật hiệu này còn có thể cứu được chúng sanh, không chi là thời này, hiểu không? Là thờ Pháp diệt rồi, nhưng chúng sanh nào nghe được câu Phật hiệu và tiếp nhận dẫn được vãng sanh. Nhưng mà thời gian không có Phật Pháp á, dài hơn 57 ức năm. Dài như vậy đó, 57 ức năm quý vị nghĩ đi, quá dài. Trong thời gian không có Phật Pháp, nếu như chúng ta đọa tam đồ mà sanh lên mà ngay Pháp diệt thì thua rồi. Quý vị coi chúng ta bây giờ mỗi ngày nghe gì mà câu Phật hiệu, khi có lúc niệm có lúc không. Còn có những người dao động tâm còn bỏ cuộc, không chi chúng ta sanh trong Pháp diệt. Nói rằng là câu Phật hiệu có thể cứu được họ, nhưng họ tiếp nhận hay không, hiểu không? Sanh trong Pháp diệt cái là chúng ta tiếp tục đi đọa lạc, là tiếp tục sanh lên là trong Pháp diệt nữa, cứ làm gì hoài. Nên đời này phải nắm bắt cơ hội này, niệm Phật cầu sanh cực lạc, phải nhớ. Thí dụ như trong chùa mình có những bà cụ, bà ở đây bà tu, bà niệm Phật, mà lúc bà mới vô là bà yếu đuối, bà bệnh hoạn, nhưng mà bà ở đây bà niệm Phật, bà khỏe mạnh, bà vui vô cùng. Con của bà 2-3 đứa lâu lâu đến nhìn mẹ khỏe như vậy, nhưng riêng tịnh độ nó không tu. Quý vị thấy phương duyên khác nhau không? Khác nhau. Tịnh độ nó không tiếp nhận, nhưng mẹ tu là xác thực rõ ràng. Nuôi mẹ thì không nuôi được, mà rõ ràng là bao nhiêu người niệm Phật được lợi ích, nhưng mà nó không đủ phước báo nhân duyên, nó vẫn không tiếp nhận. Nên chúng ta phải tin rằng pháp môn tịnh độ này
là người phước báo nhân duyên dày và đủ, họ tự nhiên sẽ tiếp nhận. Có một câu hỏi hỏi Nhân Đức. Có những người người ta mới tu mà gia đình của người ta quay đầu hết thầy. Còn có những người tu rất là lâu mà gia đình của họ không quay đầu tu mà còn càng đi làm ác thêm. Là do người này tu dở, tu giỏi hay là sao thầy? Nhân Đức nói Phật Pháp là đủ duyên. Duyên đến rồi thì tự nhiên nó sẽ tiếp nhận. Giống như bây giờ chúng ta suy nghĩ, cái cô gái này bao nhiêu chàng trai thương cô, yêu thương cô, mà những chàng trai này cũng đẹp dạo, nhưng lạ thay cô gái này cũng không động tâm mà không yêu. Nhưng tự nhiên xuất hiện một chàng trai ở Chắc Cà Đao, ở nước Bầu Cua gì đó, xuất hiện xấu, nghèo, lùn, lé hô. Tự nhiên cô gái này vừa gặp cái là cô gái này yêu liền. Vừa gặp là yêu liền. Là vì sao? Vì duyên đến với chàng trai này. Vậy thì cái người mà gặp Phật Pháp mà tiếp nhận cũng là do duyên. Nên chúng ta là người mỗi ngày học tập như vậy, và phiên chúng sanh niệm Phật, và mình đeo máy niệm Phật cho chúng sanh nghe là cái gì biết không? Một là chưa đủ duyên thì kết duyên. Còn nếu đã có duyên mà duyên yếu thì giúp cho họ tăng thượng duyên. Nguyên lý là như vậy thôi. Còn khi họ đủ duyên, quý vị có ngăn chặn họ, bây giờ ngăn cũng không được. Quý vị có cản trở họ, cản cũng không được. Nên quý vị coi trong Phật Pháp, có những người con người ta phát tâm đi tu, dù cha mẹ có dùng cách gì để ngăn chặn, người ta ngăn chặn cũng không được. Còn có những người người ta phát tâm tu mà cha mẹ ngăn chặn được, là do gì? Cái duyên người này chưa đủ, nghiệp chướng họ chướng ngại người này, là do cái tâm của họ chưa đủ phước duyên mà tiếp nhận Phật Pháp, nên vừa ngăn chặn họ là họ ngừng lại liền. Nên mỗi ngày chúng ta học tập gì là để làm chi? Tăng thượng duyên, hiểu không? Nên có những người ta vừa tu thôi là cả gia đình đều tu hết. Là vì sao? Vì cả gia đình này nhân duyên đến rồi. Nên người này vừa tu thì cả gia đình vừa nghe Phật Pháp cái là tu hết. Còn người này tu rất là lâu nhưng mà cả gia đình không ai tu mà càng ngày càng làm ác, là vì gia đình này chưa đủ duyên đến. Nguyên lý là như vậy thôi. Quý vị thấy có những người, người ta xuất gia, người ta tu hành, người ta khuyên bao nhiêu người tu mà gia đình người ta không tu. Quý vị nói vậy chắc ta dở hả? Cái này nó không đúng. Không có dở giỏi trong đây, mà là nhân duyên của gia đình chưa đủ thì chưa tiếp nhận. Nên nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài là một cách mà tăng thượng duyên thù thắng nhất. Phải nhớ nghe. Những đức biết một gia đình này, lúc chưa biết gì, chỉ nghe pháp môn Tịnh Độ thôi, thì tức khắc gia đình này an lạc và vui vô cùng. Và khi nói chuyện, ngồi nói chuyện thì những người này nói chuyện mình nghe thì dễ thích lắm, nói chuyện hịch hạc dễ nghe lắm. Nhưng mà biết Phật Pháp thời gian, bắt đầu là biết bấm lên coi người này người kia, coi nhiều. Khi coi nhiều rồi, khi ngồi nói chuyện chung, tức khắc không còn đặc biệt như cái lúc chưa biết gì mà niệm Phật không. Lạ vô cùng à. Nên mới nói rằng á, cái tâm hoan duyên á, mà càng nghe nhiều thì càng phù phiếm. Cái tâm mà đủ duyên á, thì nhất môn thâm nhập tu lâu dài, càng tu thì càng thấy dễ thương. Nguyên lý là như vậy. Nên rất là nhiều người họ thích học rộng hiểu nhiều. Nên đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói một câu: quý vị muốn học đi về thế giới Cực Lạc á, rồi quý vị muốn học bao nhiêu thì học, mà nó còn không bị thối chuyển. Còn ở cõi đời này á, quý vị học chưa được cái gì thì thọ mạng đến nè. Mà thọ mạng đến rồi á, quý vị khi nhập thai người hay là thai súc sanh gì, nhập thai cái là mê liền. Thì tất cả những sở học của quý vị nó trở thành văn tự phù phiếm, kiêu ngạo ngã mạn liền, không nói chứ. Tại vì nó mê rồi. Từ nơi đó mà các ngài phiên chúng ta muốn học về thế giới Cực Lạc học, chúng ta đầy đủ trí tuệ,
và không còn bị thối chuyển. Học còn mau thành tựu con đường giải thoát, hiểu không? Nên thờ Đức Phật còn tại thế á, đệ tử của Đức Phật có những vị hỏi về vũ trụ nhân sinh cao siêu quá, Đức Phật không muốn trả lời. Hỏi vì sao Đức Phật không trả lời? Đức Phật nói rằng, ví dụ như một người này bị bệnh, đến gặp bác sĩ, quan trọng là bác sĩ trị bệnh cho người này được, người này cứ yên tâm để cho bác sĩ trị bệnh. Nếu như cái người bị bệnh này mà đến hỏi bác sĩ loại thuốc này phải bào chế thì sao, nó là dược thảo gì, loại dược thảo gì mà chế ra thuốc này, rồi thuốc này có trị bệnh hết hay không, thuốc này công hiệu sao. Nếu như hỏi dòng do như vậy thì bệnh nhân này bỏ mạng liền, bác sĩ chưa kịp trị bệnh thì bệnh nhân này đã bỏ mạng rồi. Giống như chúng ta là người bị bệnh đến học Phật thì là quan trọng chúng ta đi thẳng vào vấn đề để làm sao mà một đời này được giải thoát. Nên khi Đức Phật còn tại thế hỏi vì vũ trụ nhân sinh rộng lớn, Đức Phật không muốn trả lời, vì đây là những cái vấn đề mà ngoài cái việc giải thoát của chúng ta tu hành. Quan trọng là Đức Phật dạy chúng ta tu làm sao được giải thoát là được rồi, không có thích nói bao la vạn trượng để mất thời gian. Nên có những người đến gặp mình mà hỏi cái chuyện cao siêu, cao xa thì mình cũng nên phiên họ. Nếu thích nghiên cứu như vậy thì đi tìm nơi khác mà nghiên cứu. Một đời con người mình đi qua rất là mau, lay quay rồi đến cái vô thường. Muốn nói cái chuyện cao xa, đến khi thọ mạng đến, quý vị đi về đâu mà nói vòng vo chỗ này. Nên chúng ta nhìn cái thờ thế nhiều kiếp nạn, học Phật là để cầu giải thoát, đi thẳng vào vấn đề thì khỏi mất thời gian. Vấn đề của chúng ta là tu ngay tịnh độ, gây dựng tín nguyện thật kiên cố để niệm Phật được rồi, khỏi nói bao la vạn trượng, nói tùm lum tùm la làm chi cho nó mệt, hiểu không? Nên mỗi một người chúng ta nhận thức chỗ này để mà mình tu hành, vì là mình thành công rồi đó. Nên quý vị biết rằng là nhiều người chúng ta cứ cho rằng là mình thông minh, mình hiểu biết nhiều, niệm một câu Phật hiệu này thấy bình thường quá, rồi bắt đầu lôi ra đủ thứ để mà học, để nói. Muốn làm chuyện cao siêu, một hai người phù phiếm cũng đến tán thán, hứng lên muốn làm chuyện cao siêu. Chuyện cao siêu chưa làm xong thì cơn vô thường đã đến, cuối cùng thì trong tâm nặng nề mà ra đi thì đọa thẳng vào tam đồ ác đạo. Thấy khổ chưa quý vị? Không chịu một câu Phật hiệu này mà chân thật niệm Phật. Nên những công độ này Ngài Pháp Viên Thượng Nhân Ngài di chúc để lại: chúng sanh thờ mạt Pháp là đương cơ của vãng sanh cực lạc. Nên người niệm Phật cầu sanh cực lạc là đương cơ. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài cũng nói rằng người sanh trong thờ mạt Pháp mà tín nguyện niệm Phật là họ luôn luôn sống trong chánh Pháp. Hạnh tí ít sinh chứ nghi, một niệm mười niệm đã đủ. Một câu Phật hiệu này đừng bao giờ nói là ít, đừng bao giờ nói là thiếu, đừng bao giờ nghi cái chỗ này. Chỉ cần chân thật niệm thì đời này còn dư thành Phật. Tổ sư dạy đó: tuy tội chướng sinh chứ nghi, dù tội nặng cũng được cứu. Dù là lúc trước tạo tội nghiệp phá thai nhiều lần, sát sanh hại vọng bất hiếu cỡ nào đi chăng nữa, nhưng bây giờ nghe tịnh độ rồi chân thật quay đầu sửa đổi lỗi lầm, chân thật niệm Phật chắc chắn sẽ được cứu, đừng nên nghi. Thờ tí mạt sinh chứ nghi, chúng sanh sau thờ mạt Pháp còn được cứu, hóng gì hiện nay.
sau thờ mạt pháp, thờ diệt pháp, có mong niệm Phật này còn cứu được chúng sanh. Không chỉ bây giờ còn giáo pháp mà gặp ngay tịnh độ, yên tâm mà niệm Phật đi. Thân ti ác sinh chứng nghi, tổ thiện đạo nói bản thân tôi là phàm phu đầy đủ phiền não. Vì coi tổ sư nó nói gì đi. Tâm đại từ đại bi vô cùng, mình tu một chút thôi là mình luôn luôn là bảo vệ cái xấu của mình, bảo vệ cái ngã cái ta của mình. Nói trên chờ dưới biển gì không, mọi người nghe tưởng đâu mình cũng là bậc cao nhân, người ta cũng không dám học theo. Vì sao? Vì người ta chỉ có cái tâm mà thấy quá ngưỡng mộ người này ghê gớm quá thôi. Thôi tôi làm được thôi, khỏi tu luôn, thua. Nên tổ sư hạ mình vô cùng, bản thân tôi là phàm phu đầy đủ phiền não. Trong mười phương mà nguyện về Tây Phương, vì đó là chỗ mà chúng sanh ngũ nghịch thập ác được vãng sanh. Trong mười phương, Ngài Thiện Đạo Ngài nói Ngài nguyện vãng sanh về Tây Phương, vì đó là chỗ mà chúng sanh ngũ nghịch thập ác được vãng sanh. Chúng ta là chúng sanh trong tam đồ đó quý vị. Còn không biết lo niệm Phật nữa thì thôi. Tại vì mình không biết mình là chúng sanh của tam đồ. Mỗi ngày coi lại cái tham sân si của mình đi thì biết chúng sanh ở đâu. Trong chư Phật mà quay về với Đức Phật A Di Đà, vì năm niệm ba niệm Ngài cũng lai nghinh đến rước. Có vị Phật nào phát cái nguyện này đâu. Chỉ có Phật A Di Đà nên mới nói là đại nguyện thù thắng, vua của các nguyện. Trong các hạnh tu tịnh độ mà chọn niệm Phật, vì đó là bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, bổn nguyện tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Nên phải chăng thật phô diễn không ông tịnh độ này. Nói được nhiêu thì nói, gặp người đủ duyên cứ phiên niệm Phật, người chưa đủ duyên kết duyên niệm một câu Phật hiệu cho nghe. Thí dụ như trong cái gia đình này có những người thân tộc họ mắc lâu, nhưng mà lâu lâu trong gia đình này vợ chồng sống với nhau lục đục kinh cãi, người chồng người vợ dùng những lời xúc phạm, chửi mắng, đánh đập, thì bắt đầu trong cái dòng tộc đó ông bà mới nhập vào người vợ hay người chồng này để bắt đi. Lúc những đứa còn nhỏ thì đứa cũng ưa gặp vụ này. Bây giờ mình học Phật mình mới hiểu đó là người thân của mình chết chưa siêu thoát. Cách mà để mà giúp đỡ cho họ, siêu độ cho họ, cách thù thắng nhất là chính mình ăn chay niệm Phật, phóng sanh, làm điều thiện, phát nguyện cầu sanh cực lạc. Mình nghe được Phật Pháp, mình đem những cái lời trong Phật Pháp, những cái câu mà hướng đến giải thoát để chấm dứt khổ đau, mình mỗi ngày được nghe. Mình gặp những nhân viên này mình khuyên họ, gặp cái người mà người ta có tu hành chút ta khuyên, những người đó mà chịu nghe cái là họ sẽ lo tu hành, họ không còn dính líu đến cái việc thân tộc nữa. Tại vì cảnh giới của họ là cảnh giới quỷ đạo rất là khổ, nên cần có một cái pháp tu để mà giải thoát. Chứ nếu không thì làm cô hồn rất là khổ, vất vơ vất vưởng như vậy. Rồi có những người mà tự nhiên họ đang khỏe vậy, người họ tự nhiên nổi lên những cái mục rất là đau vô cùng. Chùa mình có mấy cô, ngay cổ có cái mục bú, còn trẻ có cái mục bú nằm bên nha.
Họ gặp những đứa có nói rằng là lúc trước mà chưa niệm Phật mà còn ăn mặn thì cái thời điểm đó một bú nó đang phát triển mau lớn. Nhưng mà từ khi gặp được pháp môn niệm Phật, niệm Phật rồi biết ăn chay, vô chùa ở, thì cái một bú nó nằm vậy mà thấy nó nhỏ lại, mà nó càng ngày nó càng tan bớt. Những cái bệnh như vậy gọi là túc nghiệp quán thân trái chủ. Giống như cái câu chuyện như Đức thường kể, câu chuyện ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, tự nhiên cái đầu gối nổi lên cái một ghẻ lở lét mà trong đó có cái mặt người. Mỗi ngày mà một ghẻ nó đòi ăn thịt, suy nghĩ phải không? Quán thân trái chủ, không có thuốc gì trị được. Gặp được Tôn Giả Ca Đạt Ca là bậc cao tăng tu hành đắc đạo, thì khuyên quá giải, siêu độ cho họ, thì nó quá giải. Từ nơi đó cái pháp môn niệm Phật này là pháp môn đại siêu độ. Vì mỗi một người chúng ta đang niệm Phật, khi phát lên câu Phật hiệu thì có những ánh sáng rất là nhẹ nhàng thoải mái. Và nơi nào niệm Phật là nơi đó Phật quang phổ chiếu. Vậy thì quán thân trái chủ đi theo mình, họ cũng tắm gội trong quang minh đó, và họ biết được cái công đức niệm Phật là lớn, thù thắng, thì cái tâm của họ cũng dịu xuống. Và họ cũng sẽ nghĩ được rằng nhờ người này niệm Phật mà ta cũng được niệm Phật, nhờ người này nghe Pháp mà ta cũng được nghe Pháp. Vì sao phải trở ngại nhau để khổ đau đời đời kiếp kiếp? Giống như cái câu chuyện mà quan hồn đòi nợ. Cái đời trước cái cô này mà làm nghề sát sanh mà giết châu bò, vậy đó mà quan hồn của châu bò mà đi theo để mà chờ cơ hội đòi nợ. Cô này cứ hốt hoảng điên cuồng chạy ngoài chợ la lối, mặt mày cô tự nhiên nổi đớm 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 lên, và cô gái gớm máu hết. Nhờ có một vị cư sĩ này tu hành biết đây là quán thân trái chủ, nên vị này cũng bậc cao nhân. Nên trước nhất là dùng cái cách cúng thí thực cho những quan hồn này được dùng trước, xong giúp họ siêu độ. Mà chỗ giúp họ siêu độ là nó có duyên khuyên họ tu một cái phương pháp, nhất là pháp môn niệm Phật này. Nói cho họ nghe ở thế giới cực lạc có một cái quốc độ cực kỳ an lạc, tốt đẹp. Người sanh về cái quốc độ đó không còn già, bệnh và chết. Chỉ cần tất cả chúng sanh nghe được bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà, mà tin, mà chịu niệm A-di-đà Phật, nương vào bổn nguyện đó, con người còn sống hay con người đã chết, hay là súc sanh đã chết, chỉ cần nương vào bổn nguyện này, niệm lên câu Phật hiệu cầu sanh cực lạc, thì Phật A Di Đà tiếp dẫn. Khi tất cả chúng sanh mà nghe được vậy mà chịu tin á, mà chịu niệm là có lợi ích liền. Thí dụ như nhà mình nuôi một cái loài súc sanh, mình thương yêu nó, mình niệm Phật, mình dạy nó niệm Phật. Khi nó gần chết, mình phiên nó niệm Phật, xả cái thân súc sanh đi, rồi mình niệm Phật cho nó, hoặc mình bắt cái máy niệm Phật để mình niệm cho nó. Nhờ cái năng lực hộ niệm mà hỗ trợ cho nó niệm Phật,
Khi nó vừa niệm Phật theo thì Phật ấy đã tiếp dẫn. Giống như cái câu chuyện nghịch duyên, ông chồng bắt bà vợ này cầm chân heo. Nhưng quý vị phải nhớ rằng đó là sự bắt buộc của nghiệp quả, mà cô vui vẻ. Chứ không phải là mình vì cái việc cơm ăn áo bận rồi mình đi sát sanh hại vật để mình đem tiền bạc về để mà lo cho gia đình, trang trải gia đình. Cái chỗ này là do mình đi làm. Còn cái cô nghịch duyên á, là cô trong cái nghịch cảnh mà cô tu bị bắt buộc. Hai điều này khác nhau nha. Nếu như mỗi ngày mà chúng ta được học tập với nhau vậy thì chúng ta đâu có chạy ra khỏi câu Phật, hiểu quý vị. Nhưng nhớ, quý vị đừng bao giờ niệm Phật nghĩ rằng mình đạt công phu gì. Và đừng bao giờ suy nghĩ rằng tôi niệm Phật tôi sẽ đạt được công phu gì đó. Đừng có suy nghĩ chỗ này. Quý vị chỉ cần chân thật niệm Phật là được rồi. Chỗ này mình làm, dù mình có được công phu gì, mình cũng nói là mình là người lão thật niệm Phật thôi. Đừng có nói cái chuyện công phu. Vì quý vị nói tới cái chuyện công phu thì có những người, người ta dính vào chỗ đó, mà người ta làm không được, mà người ta căng thẳng người ta làm rồi, người ta gấp gáp người ta làm, nên cuối cùng xảy cái vấn đề là thần kinh căng thẳng điên cuồng. Cái chuyện này không phải là không có. Nên chúng ta chỉ cần gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Chỗ này là chỗ quan trọng nè. Chỉ cần gầy dựng tín tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu như đã gầy dựng được tín tâm cầu sanh cực lạc thì cái chuyện tu hành của chúng ta nhất định quý vị sẽ không bao giờ thối chuyển đâu. Tất cả những người niệm Phật mà bỏ cuộc thối chuyển đều là do không gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Lòng tin có vấn đề nên cuối cùng họ niệm Phật thời gian bỏ cuộc. Nên chư tổ sư mới nói rằng bạn biết pháp môn niệm Phật là thù thắng, nhưng nếu bạn không niệm Phật thì cũng là vô ích. Bạn nói bạn tin câu Phật hiệu nhưng bạn không niệm Phật thì cũng như không tin. Nên có một đoạn chúng ta đã từng đọc học tập, bạn niệm câu Phật hiệu này chỉ cần bạn niệm cho nhiều, vì cái căn tính của chúng ta trong thời mạt pháp này, buông câu Phật hiệu ra là chúng ta ưa nói bậy. Từ nơi đó cái miệng này niệm Phật thì không có cái miệng nào nói bậy. Nên niệm Phật nhiều và cả đời niệm Phật được rồi. Bằng cái duy trì gì? Kiên nhẫn lâu dài. Bạn đừng bao giờ ép nó bằng cái cách niệm Phật làm sao để đạt công phu thanh tịnh tâm gì. Bạn đừng có ép cái chỗ này. Bạn chỉ cần niệm có Phật hiệu tự nhiên thôi. Cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, bạn cứ tự nhiên bạn niệm có Phật hiệu. Dù bạn có đọc cái văn tự gì đi chăng, hiểu không hiểu bạn đừng có căng thẳng chỗ này. Bạn chỉ cần niệm có Phật hiệu, dù đọc văn tự gì cũng là để niệm có Phật hiệu, chứ không có để phân tách cái việc cái văn tự này hiểu hay không hiểu. Cái để nó tự nhiên, rồi bạn cứ quay lại cái tâm niệm Phật thì tức khắc những văn tự đó bạn sẽ có chỗ thâm nhập. Nó rất tự nhiên. Phải nhớ, rất là tự nhiên. Nên có những người chúng ta học Phật thấy rất là khó khăn, rất là nặng nề. Nếu như căn tính chúng sanh bây giờ mà nhìn như vậy thì không dám học Phật. Nên pháp môn tịnh độ này là căn tính nào cũng tu được, chỉ có cái là không tu thì thôi. Vậy thì mình biết được rằng là pháp môn tịnh độ này nó phù hợp vào tất cả các căn cơ chúng sanh. Nhưng mà cái chỗ là căn cơ của chúng ta phải biết trong thời mạt pháp này là căn cơ thấp kém. Đã là thấp kém như vậy thì chúng ta nói cái chuyện thấp nhất để mà mình cùng nhau tu. Vì chắc chắn là cái số lượng người thấp nhiều, còn cái số lượng người không nói cái chuyện người cao đâu. Chúng ta nói cái số lượng người chung chung thì cũng ít, khỏi có cái người cao gì mất công thôi. Phải nhớ. Nên ngày nào cũng bổ túc ngay cái tín nguyện niệm Phật này cho thật kiên cố. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị gặp được pháp môn tịnh độ, chúng ta cùng nhau tu phát lòng tin cho thật kiên cố. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị. Và A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.